Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn thay mặt gương của dòng xe Mitsubishi Triton. Các bạn đã thấy trên mặt mình đây, trên tay tôi đây là gương dòng xe Mitsubishi Triton. Thì con xe này đã bị mất mặt gương, đây là gương, các bạn nhìn đây là gương có đèn xi nhan. Hiện tại con xe này đang bị mất cái mặt gương và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn thay được cái mặt gương, tự thay được mặt gương ở nhà. Anh em mua về các bạn có thể tự thay được. Thì đây, trên tay mình đây là cái gương. Đây, gương các bạn, gương. Gương và màu xe. Gương của dòng xe Mitsubishi gương. Đấy, mặt gương mà mình đã lấy mình mua về đây. Đây, gương, mặt gương. Đó. Thì làm sao để chúng ta có thể thay được mặt gương này, anh em chúng ta mua chúng ta có thể tự thay được mặt gương. Đấy, thay được mặt gương vào để chúng ta có thể tự thay tại nhà, chúng ta có thể tự thay được. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn an thay cho anh mặt gương. Đầu tiên các bạn nhìn đây là bát tròn. Đấy, bát gương và trên cái mặt gương này nó sẽ có cái lẫy này. Lẫy, đây là lẫy, các cái lẫy. Đấy, thì anh em chỉ cần lựa lẫy, chúng ta chỉ cần ấn vào đúng các cái lẫy tròn này là xong. Cái bát gương này. Đấy, chúng mình đi mà bị gãy. Đấy thì các bạn lựa vào. Đó, các bạn nhìn, anh em nhìn ấn, chúng ta lựa làm sao cho vừa khít vào gãy. Và chúng ta giơ tay, chúng ta ấn chặt vào. Ấn. Đấy, ấn thật mạnh. Đánh cạch một phát mà các bạn ấn. Đến khi nào mà cảm giác có chắc vào mặt gương thì là lúc đấy là chúng ta có thể hoàn thiện xong được cái mặt gương. Ấn vào nó có 4 khắc và làm sao chúng ta phải ấn được đúng 4 khắc đấy. Đúng góc. Đấy các bạn nhìn. Ấn chặt và mạnh tay. Đấy các bạn ạ. Đây là các bạn đã hoàn thiện xong được các mặt gương. Anh thử chỉnh cho em, chỉnh mặt nó đi. Ok, đây là gương chúng ta đã thay xong. Anh em đã hoàn thiện trong quá trình mà chúng ta tự thay được mặt gương. Đấy, hoàn toàn khi mà các bạn đi xe và trong như chúng ta đi. Đấy, các bạn nhìn này, chỉnh mặt các thứ là ok. Đó, chỉnh mặt là ok. Đấy, hoàn toàn đảm bảo. Đây là gương của dòng xe Mitsubishi Triton, có đèn xi nhan. Tất cả các mặt gương đều như vậy thì các bạn chỉ cần ốp vào và các bạn thay, rất đơn giản, các bạn có thể tự thay tại nhà, không cần phải chạy đi đâu cả, các bạn có thể mua về các bạn tự thay trong quá trình đi, mà mất thì chúng ta có thể tự thay. Đấy, chỉnh ok. Đấy, chỉnh mặt gương là ok của dòng xe Mitsubishi Triton. Đấy, khi mà chúng tôi đã hoàn thiện xong, đây là gương. Đấy, thì anh em trong quá trình đi xe chúng ta cần phải thay thế tất cả phụ tùng dòng xe Mitsubishi, thì các bạn sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn hoặc phụ tùng anviet.com. Đấy, gương chúng ta hoàn toàn để tự thay tại nhà. Đấy, các bạn mua về các bạn hoàn toàn để tự thay được.